Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình nha, Bự Vlog. Thì trong video này mình sẽ cập nhật cho anh em một số thông tin về dòng xe Exciter 150 VBR, kèm theo đó là giá bán hiện tại của Exciter nha các bạn. Rồi, vào ngày 24/7 thì có rất là nhiều fan ha, xem cái buổi livestream, buổi họp báo của Yamaha nha. Thì với mong muốn là Yamaha sẽ giới thiệu cũng như là cho ra mắt dòng xe Exciter 150 VBR, nhưng mà Yamaha đã khiến rất là nhiều fan của Yamaha rất là thất vọng, tại vì hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì mới ha, chưa ra mắt luôn các bạn nha. Rồi, tiếp theo đây là mình sẽ báo giá cho anh em một số mẫu dòng xe Exciter 2019 2018 kèm theo đó là cái mẫu xe MX King, tại vì ở đây thì không có cái phiên bản 2020 nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì trước mặt của bên đây là cái phiên bản MX King nè ha, màu xanh GB đó. Thì phiên bản này sẽ có giá là 44.500.000 nha các bạn. Màu xanh GB nha, rất là đẹp luôn. Cái màu mà cái màu cam đen á, thì hiện tại cái màu đó rất là hiếm nha các bạn nha, màu đó bây giờ cũng còn ít lắm. Rồi, tiếp theo đây là cái mẫu xe Exciter 2019 nè, màu là màu đỏ trắng EGC nha. Thì những màu này nha, ha, sẽ có giá là 43.500.000 đó, 43.500.000 đối với các màu này ha. Còn mà cái màu xanh GB á, giá sẽ mắc hơn 500.000 nha các bạn ha, giá nó sẽ là 44 triệu đó. Đây, trước mặt các bạn là màu xanh GB nè, giá của nó là 44 triệu nha, nó sẽ mắc hơn so với các phiên bản còn lại nha các bạn ha. Những màu khác thì giá có 43.500.000 thôi ha, rất là rẻ luôn cho đến thời điểm hiện tại các bạn đó. Trước mặt các bạn đây là cái màu xanh Movita nè ha, Movita đó. Mình giao dòng cho các bạn xem nha. Rồi, những mẫu này là mẫu 2019 các bạn. Mẫu 2019 thì nó sử dụng cái hệ thống đèn trước của nó là đèn LED rồi nha. Dùng đèn LED rồi. Đó. Mình quay vài mẫu cho các bạn xem nha. Rồi, cái xe này là đã được lên màu các bạn ha. Được lên màu rồi, lên độ màu rồi. Rất là đẹp luôn. Nếu mà các bạn muốn lên màu như thế này hoặc là những màu nào bạn tùy thích thì sẽ có giá là 2.500.000 các bạn ha, 2.500.000 đó, rất là đẹp luôn, màu đỏ. Rồi, màu xanh GB nè ha, màu xanh GB rất là đẹp ha. Tại vì cái màu này rất là nhiều bạn ưa chuộng lắm, vì thế là giá nó sẽ đắt hơn so với các màu còn lại đó. Những cái mâm nè các bạn ha, những cái mâm này là mình cũng đã thay mâm rồi, mình đã lên mâm rồi ha. Mâm này thì có giá khoảng 3 triệu nha, mâm EG3 nè các bạn. Đèn sport đó, nó có mâm màu cam, màu đỏ, màu trắng luôn nha. Nè, mâm này mâm màu cam nè. Đó. Là phiên bản này, phiên bản màu cam đen nha các bạn. Phiên cam đen Exciter nha. Nha, không phải MX King nha các bạn. Đó. Nó cũng được lên cái kính này ha, lên kính nè. Rồi lên cái bộ gãy số ha, GCB nữa các bạn ha, bộ gãy số rồi cái chống đổ ha, cái đầu gắt chân đó. Rồi, bên đây thì con này thì nó cũng lên cái ốp sơn và cái đầu gắt chân ha. Những cái món này cũng đã báo giá cho các bạn hết trơn rồi, mình sẽ quay sơ cho các bạn xem ha, về mẫu để các bạn để tham khảo nha. Đó. Còn những mẫu bên đây là mẫu 2018 các bạn, mẫu 2018. Có một số bạn hỏi bên mình là còn 2017 hay không ha, thì hiện tại thì bên cửa hàng không còn mẫu 2017 nha các bạn ha. Đó. Con này cũng được lên mâm luôn. Rồi. Bên đây thì các mẫu xe 2018 nha. 2018 thì cái đèn trước nó dẫn sử dụng bóng đèn halogen nha các bạn. Con này thì nó đã lên cái lên màu rồi ha, lên màu dạng tem của hình cá sấu nha các bạn ha, đèn nhám. Đó, đèn nhám. Hình cá mập chứ ha, cá mập. Rồi, những mẫu 2018 nha các bạn. Đó. Mình quay chậm cho các bạn xem ha, để các bạn dễ dàng mà theo dõi. Đó. Giá của mình báo cho các bạn á là đã bao gồm phí VAT hết trơn rồi ha. Nhưng mà chưa ra biển nha các bạn ha. Những bạn nào muốn giá chính xác ra biển số á thì các bạn cứ gọi số điện thoại của anh Nguyên nha. Anh Nguyên sẽ tư vấn chính xác ra biển số cho các bạn luôn. Đó. Rồi, con này cũng được lên cái bộ côn tay này ha, bộ thắng với côn tay và cái bao tay.
Mấy cái này mình cũng báo giá cho bạn hết trơn rồi. Chủ yếu mình quay vài mẫu để cho các bạn để tham khảo, để cho có nhiều sự lựa chọn hơn. Rồi. Về mẫu mã thì Exeter thì đương nhiên nó sẽ đẹp hơn ha, đẹp hơn thằng Winner khá là nhiều. Đó. Rồi, tùy theo sở thích của mọi người thôi. Con này hiện tại thì Exeter nó vẫn chưa có thắng IBS nha các bạn ha. Vẫn chưa có thắng IBS, so với cái mẫu Winner thì đã có thắng IBS rồi. Nhưng mà về giá cả thì nó cũng ngang ngửa nhau ha. Tùy theo sở thích của mọi người thôi. Có một số fan Exeter á thì họ chỉ thích sử dụng dòng xe Exeter thôi ha. Cho dù vẫn là không chuẩn bị thắng IBS. Đẹp cái thứ nhất là về mẫu mã đẹp ha, nhìn đậm hơn ha. Tại vì thằng Yamaha ngày đó giờ là vậy rồi, mẫu xe nào ra thì nó cũng đẹp hết. Nó thiên về cái thiết kế ha, bề ngoài nữa, với máy móc nó cũng xài rất là ok nữa. Đó, như thế thì rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Còn những mẫu Winner nhìn nó cũng đẹp, nhưng mà về cái thiết kế thì nó chưa thật sự là cuốn hút. Chưa thật sự là cuốn hút đối với nhiều bạn trẻ hiện tại lắm. Đó. Ở đây thì có gắn cái bộ gấp nha bạn ha. Bộ gấp Asigo đó bạn, gấp vàng vàng á, cái gấp vàng vàng mà thanh cây dài dài á ha, gắn cái bộ gấp. Cái bộ này khoảng có giá là 4,5 triệu các bạn nha, khoảng có giá 4,5 triệu. Đó. À, chiếc này là Exeter EGC. Rồi. Cũng có rất là nhiều bạn đang trông chờ mẫu xe 150 VBA cho ra mắt, nhưng mà cho đến hiện tại rồi thì vẫn chưa có thông tin gì mới hết. Sau cái buổi họp báo đó thì ai cũng thất vọng hết. Và một số fan Exeter chuẩn bị chuyển sang EG15 các bạn ha. Chuẩn bị sang EG15 rồi. Chờ hoài chờ mãi không biết khi nào ra ha. Chờ đợi là hạnh phúc, nhưng mà mình thấy là chờ đợi thì cũng chưa chắc là hạnh phúc lắm. Chờ trong mỏi mòn, trong vô vọng. Màu này cũng khá đẹp các bạn. Exeter nè. Exeter 150. Màu đỏ, ý là màu cam đen ha. Đó. Rồi, thì cái mẫu này thì nó cũng gần giống như cái mẫu mệt kinh thôi. Mẫu mệt kinh tùy theo sở thích của mọi người thôi các bạn ha. Sẽ có một cái cảm nhận khác nhau ha. Không mẫu nào hơn mẫu nào hết ha. Quan trọng là mình xài bền, mình xài kỹ thì xe sẽ bền đấy ha. Của bền là vì người mà ha. Quan trọng là mình cách sử dụng mình như thế nào nữa. Đó. Mình dạo một vòng cho các bạn xem để cho bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Mình đi chậm hơn cho các bạn dễ dàng theo dõi ha. Cái này là cái mâm này ha, mâm cam, cái ông mâm bạc đen ha, EG3 đó, khá là đẹp. Rồi Movita này ha, Movita nè bạn, nhiều bạn cũng thích cái màu này lắm ha, thích mẫu xe của Movita nè. Cái tem xe này nó cũng đẹp, nó cũng gần giống nhau xanh GB thôi, nhưng mà nó khác một xíu. Xanh GB thì nó không có nhiều chữ, nhiều họa tiết trên đây ha. Cái này là màu đen xanh, màu đen xanh yên xanh đó. Rồi kính này cũng được lên các bạn ha, kính xéo nè, kính xéo cũng được lên luôn. Kính này tầm khoảng là 350 các bạn nha, khoảng 350. Đó. Rồi. Còn về trả góp nha. Về trả góp thì các bạn thì trả trước cho mình tầm khoảng là 10% đến 20% là mình làm hồ sơ được rồi. Hồ sơ thì chỉ cần chứng minh nhân dân, còn bằng lái hoặc là chứng minh dân, hộ khẩu. Hộ khẩu thì photo công chứng 3 tháng gần nhất cũng được ha, đầy đủ 16 trang. Rồi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Nếu mà có thông tin gì mới về dòng xe Exeter 150 VBA thì mình sẽ cập nhật trên kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ chào tạm biệt, hẹn gặp lại, xin mời các bạn nha.